Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh số VN. Do thời gian vừa rồi là bên hãng SMSL Audio họ nghỉ quốc khánh, cho nên là em Tú không có kịp phân phối được với những cái sản phẩm như là SMSL DO100 Pro hay là SMSL RAW MDA1 hoặc là SMSL DO300X. Đây là ba cái model đầu giải mã DAC ở trong ba cái phân khúc khác nhau mà đang được rất là nhiều các anh các chú chúng ta quan tâm. Đó thì hôm nay em đã có một cái lô hàng mới của SMSL Audio về và có kịp trả hàng cho các anh các chú. Tiện trong cái thời gian trả hàng thì em cũng lên video clip thông báo đến cho mọi người. Đó, và xin lỗi mọi người vì cái sự cháy hàng đó qua cái tuần trước. Thì hôm nay em Tú về tiếp tục ba cái model là SMSL DO100 Pro, SMSL RAW MDA1 và cả DO300X, một mẫu đầu giải mã DAC phục vụ cho chúng ta rất tốt trong cái nhu cầu nghe nhạc vàng với những cái bộ dàn âm thanh cổ mà các chú đam mê cái chất lượng âm thanh mộc mạc, trữ tình và tình cảm. Thì DO300X cũng làm rất tốt cái nhiệm vụ này và trong cái phân khúc bán hai em. Trước tiên thì phải kể đến đó là một chiếc đầu giải mã rất là nổi tiếng mang thương hiệu SMSL DO100 Pro, một chiếc đầu giải mã quốc dân mà cho chúng ta đáp ứng được cho chúng ta cái nhu cầu vừa nghe nhạc vừa hát karaoke, lại còn có thể chơi được với hai bộ dàn. Và cái hay của sản phẩm này thì nó còn có thể kết nối được với TV qua cổng HDMI ARC. Đó, đấy cũng là một cái điểm nổi bật để cho chúng ta có thể là sử dụng mẫu đầu giải mã này ở trong cái phân khúc mà không phải là những cái model nào khác. Đó, để chúng ta có thể là tiếp cận và khai thác qua cổng HDMI ARC. Thì đối với SMSL DO100 Pro thì một chiếc đầu giải mã ở trong cái phân khúc tầm trung với mức giá của cửa hàng âm thanh số VN phân phối là 5.400.000 đồng. Sản phẩm sẽ được miễn phí vận chuyển toàn quốc và được tặng kèm cho mọi người một dây quang audio quét đầu jack kim loại mạ vàng hoặc là một cặp dây tín hiệu Sommer bãi Đức mọi người nhé. Hoặc là nếu như chúng ta để ý trên TV nhà chúng ta có cổng HDMI ARC thì mọi người có thể là khai thác cho em qua cái cổng kết nối HDMI ARC đó, để kết nối bằng dây tín hiệu HDMI đó thì sẽ cho chúng ta một cái đường truyền tín hiệu âm thanh ổn định nhất, tốt nhất, chất lượng âm thanh của cái cổng kết nối này, cái đường truyền tín hiệu của cổng kết nối này sẽ cho chúng ta một cái đường truyền ổn định hơn là cổng quang optical. Đấy cũng là một cái điều mà rất là nhiều các anh các chú chúng ta thích khi mà sử dụng cái dòng sản phẩm này. Không những là có hai cổng kết nối đầu ra, cổng ba lăng cân bằng và cổng AV hoa sen đó, hay là cổng Bluetooth 5.1, mà cái hay của sản phẩm này nó là cổng HDMI ARC. Đấy cũng là một cái điểm cộng rất là lớn cho dòng sản phẩm này. Thì em Tú cũng về thêm rất là nhiều cái dây HDMI ARC của Ugreen đó. Dây này thì sẽ có độ dài từ 1.5 cho đến 2 mét. Nếu như quý vị và các bạn cần thì có thể liên hệ cho em Tú qua số điện thoại hotline 0826 110099 mọi người nhé. Đó, hay là một cái sản phẩm ở phân khúc cao hơn một chút để cho chúng ta có thể là đáp ứng tốt ở các cái bộ dàn karaoke với những cái bộ dàn loa full, loa bass 30, nó những cái dòng loa sự kiện chúng ta hay ghép với vang số, cục đẩy hay là bàn mixer. Đó, với những cái thiết bị như vậy thì sẽ cần phải những cái đầu giải mã DAC đem lại cho chúng ta cái chất lượng âm thanh tốt, cái độ tình cảm, cái độ mềm và cái yếu tố đem lại cho chúng ta đặc biệt hiệu quả với những cái cấu hình loa full. Nó là SMSL RAW MDA1, một chiếc đầu giải mã ra mắt để thay thế cho một cái sản phẩm cùng phân khúc là Topping EX5, cho chúng ta một cái mức khuếch đại âm thanh ở cái mức khuếch đại cực kỳ là tốt. Ngoài ra thì nó còn đáp ứng được cho chúng ta cái tiếng bass rất là mềm, sâu và cho chúng ta cái phần trung âm nó cực kỳ là nổi bật. Thì đấy cũng là một cái điểm rất là hay mà đang được rất là nhiều các anh các chú chúng ta để mắt đến đối với sản phẩm SMSL RAW MDA1 này. Đó, không chỉ nghe nhạc hay, karaoke còn rất là tốt, đem lại cho chúng ta cái phần trung âm rất là bong bật và đem lại cái trường âm rất là rộng mở. Thì chúng ta có thể là quan tâm cái sản phẩm SMSL RAW MDA1 này. Sản phẩm này thì có cho chúng ta rất là nhiều những cái cổng kết nối tín hiệu đầu ra cũng như là đầu vào để cho chúng ta có thể khai thác tốt cho cái nhu cầu sử dụng. Đó là hai cổng quang đầu vào, hai cổng coaxial đầu vào để chúng ta có thể kết nối được với rất là nhiều những cái đầu phát
như là Việt KTV, đầu TV box, đầu đĩa CD hay là những cái đầu thu karaoke đó, hay là bàn mixer đó, để chúng ta có thể là phục vụ cho chúng ta cái nhu cầu vừa nghe nhạc vừa hát karaoke đó. Thì đó là SMSL Brown MDA1. Sản phẩm này thì em Tú đang có bán với mức giá là 7 triệu đồng mọi người nhé, sẽ có mức giá công khai là 7 triệu đồng, và sản phẩm tặng kèm cũng sẽ là dây quang audio quét, và tặng kèm cho mọi người linh nhạc driver 1200 bài hát, bài nhạc lossless chất lượng cao. Em Tú sẽ gửi qua Zalo cho chúng ta nếu như chúng ta có nhu cầu. Một cái sản phẩm cho chúng ta ở cái phân khúc cao hơn, ở phân khúc bán high end, mà nếu như quý vị và các bạn chúng ta có một cái nhu cầu khắt khe hơn về chất lượng âm thanh. Và đây cũng là một cái đối tác cho rất là nhiều các anh các chú chúng ta thích những cái dòng nhạc vàng, bolero, nhạc trữ tình đó, sử dụng cấu hình là giải mã bằng chip AKM4499EX, cho chúng ta cái chất lượng âm thanh rất là tốt nếu như phối ghép được với những cái dòng loa cổ như Pioneer đó, hay là những cái dòng loa săn xui mắt cáo mắt võng, hay là chúng ta còn có thể là ghép với những cái dòng loa JBL bãi Mỹ chẳng hạn, cũng cho chúng ta cái chất lượng âm thanh rất là tốt, thể hiện rất là tốt. Và nếu như chúng ta ai là những cái tín đồ nghe nhạc vàng, bolero, nhạc trữ tình, thì đây cũng là một cái đầu giải mã đem lại cho chúng ta cái hiệu quả cực kỳ là cao. SMSL DO300X, sản phẩm này thì sẽ cho chúng ta những cái cổng kết nối tín hiệu, ví dụ như là cổng USB để kết nối máy tính này, cổng I2S này để chúng ta có thể kết nối được với server này, với những cái đầu server cùng của hãng như là SD9, hoặc là những cái đầu DUN, hoặc là những cái đầu RUN để cho chúng ta có thể là chơi nhạc lossless chất lượng cao. Cổng quang và cổng coaxial có thể là kết nối được với các đầu đĩa CD, đầu băng cối hay là đầu cassette. Đó, đây cũng là một cái rất là hay. Đó, có hai cổng tín hiệu đầu ra là cổng Canon và cổng hoa sen để chúng ta có thể kết nối được với hầu hết những cái thiết bị âm ly hay là cục đẩy. Đó, hay là những cái bộ dè bao ở trên thị trường để có thể là ghép với những cái bộ dàn ở nhà chúng ta đang có sẵn. Và lô hàng lần này thì em Tú về đầy đủ các mẫu đầu giải mã nổi tiếng của SMSL. Thì nếu như quý vị và các bạn chúng ta có quan tâm thì có thể liên hệ đến với cửa hàng của em Tú qua số điện thoại hotline 0826 110099. Video clip của em Tú xin phép được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người đã quan tâm cũng như là chú ý đón xem video clip. Xin chào và hẹn gặp lại.